Ở trong Phật giáo có thể là chúng ta nhân cái mùa lễ Phật đản, chúng ta có rất nhiều những cái hình thức, những cái nghi lễ để tri ân Đức Phật nhân mùa Phật đản. Nhưng tại sao lại cứ phải làm lễ tắm Phật đúng không? Các con cũng muốn hiểu sâu về cái ý nghĩa, cái nguồn gốc của buổi lễ tắm Phật, cái nghi thức lễ tắm Phật đúng không? Dạ vâng ạ. Xin thưa các quý vị khán giả, cái nghi lễ tắm Phật này nó xuất phát từ cái truyền thống văn hóa lâu đời của đất nước Ấn Độ nói chung, và sau này cái nghi lễ tắm Phật riêng của Phật giáo chúng ta nó kết hợp với nhau rất là hài hòa và có cái sự kế thừa và nối tiếp cái truyền thống văn hóa của Ấn Độ. Thì theo như lịch sử Phật giáo Ấn Độ cũng như nghiên cứu các tài liệu về lịch sử và cuộc đời của Đức Phật cũng như là lịch sử văn hóa Phật giáo và những cái văn hóa tín ngưỡng của đất nước Ấn Độ xa xưa. Thì ngày xưa ở đất nước Ấn Độ, mỗi khi các vị thái tử, hoàng tử được sinh ra thì Ấn Độ họ có một cái nghi thức, nghi lễ gọi là cái nghi lễ quán đỉnh, do các vị Bà La Môn thường là chủ trì cái nghi lễ đó. Vì lúc đó Phật giáo chưa xuất hiện ở thế gian. Và ở Ấn Độ thì như chúng ta biết là thời xưa họ chia thành thành bốn giai cấp chính ở trong xã hội. Đó là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Lợi, giai cấp Phệ Xá và giai cấp Thủ Đà La. Thì giai cấp Bà La Môn được coi là giai cấp cao nhất trong bốn tầng lớp giai cấp ấy. Và họ được ví như là họ được sinh ra từ nơi đầu, nơi mắt của chư thiên. Còn là giai cấp Sát Đế Lợi, mình gọi là giai cấp vua chúa đó, dòng dõi vua chúa đó, những bậc quốc vương đó, vương tử đó, thì gọi là giai cấp thứ hai, là chịu cái trách nhiệm đó là đem lại cái lợi ích an lạc cho người dân bằng cơm no áo ấm, bảo vệ biên cương tổ quốc, vân vân. Thì giai cấp đó là giai cấp họ được ví như sinh ra từ nơi vai, nơi ngực của chúng chư thiên. Còn giai cấp thứ ba là giai cấp Phệ Xá, mình hay nói nôm na là giai cấp gì, giai cấp làm ăn thương buôn, buôn bán đó. Giai cấp này họ được ví như được sinh ra từ nơi lưng, nơi bụng của chư thiên. Còn là giai cấp thấp nhất đó là giai cấp Thủ Đà La, thì là họ cho rằng cái giai cấp này được sinh ra ở nơi lòng bàn chân của gót chân của chư thiên, cho nên giai cấp này gọi là giai cấp nô lệ. Chính vì vậy mà mỗi khi các vị hoàng tử, vương tử thuộc dòng dõi Sát Đế Lị được sinh ra thì các vị Bà La Môn cũng như là đức vua và các đại thần ở trong triều thường làm một cái lễ gọi là lễ quán đỉnh. Làm lễ quán đỉnh tức là họ lấy nước ở ngoài biển Đông, lấy nước ở nơi các con sông linh thiêng của Ấn Độ như là con sông Hằng vân vân, để họ hòa chung với nhau và qua những cái nghi thức nghi lễ, và họ làm cái lễ tắm cho các vị hoàng tử và các vị vương tử đó, gọi là nôm na là nghi nghi lễ quán đỉnh. Chúng ta biết là Thái tử Tất Đạt Đa cũng được sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc đế vương, là con của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Chính vì vậy cho nên lúc sinh ra ngài cũng được vua cha cho làm lễ quán đỉnh theo cái phong tục, tập quán và văn hóa truyền thống lâu đời mấy ngàn năm của đất nước Ấn Độ. Đấy là về
mảng thế gian, về mảng quốc gia, về mảng xã hội, thì Thái tử Tất Đạt Đa cũng được tổ chức một cái nghi lễ quán đỉnh như vậy, do chính vua cha và các vị đại bà la môn ở trong quốc gia lúc đó làm cái nghi lễ đó. Còn sau này khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thành Phật, và chúng ta thấy song song với cái nghi lễ quán đỉnh do đích thân vua cha và các tu sĩ Bà La Môn lúc đó làm lễ cho ngài, thì chúng ta thấy rằng còn có một cái nghi lễ tắm Phật đối với một bậc vĩ nhân, và một nghi lễ gọi là nghi lễ sau này chúng ta phải ghi tắm Phật đó, đối với bậc vĩ nhân, đó là chính là Thái tử Siddhartha, mình gọi là Thái tử Tất Đạt Đa đó. Ngài khi mà nhập thai, theo như lịch sử truyền lại rằng ngài ở trong bào thai của Hoàng hậu Maya đúng 12 tháng. Và sau khi đã hội đủ duyên lành thì ngài thị hiện sinh ra ở trong một cái gọi là cái niềm tin tôn giáo của chúng ta, nói rằng ngài không sinh ra như một người bình thường, mà tương truyền rằng theo cái tục lệ phong tục tập quán Ấn Độ, khi người con gái đi lấy chồng thì đến lúc chuẩn bị sinh nở thì người con gái đó phải về nhà bố mẹ đẻ để sinh con. Sau khi sinh ra thì gia đình nhà chồng với chồng mới làm một cái lễ đến để đón cả hai mẹ con, đón cả mẹ cả con đi về trở lại nhà chồng. Đây là cái nghi lễ và cái văn hóa truyền thống Ấn Độ cổ ngày xưa như vậy. Và Hoàng hậu Maya cũng theo cái truyền thống đó. Cho nên là khi mà chuẩn bị đến ngày lâm bồn hạ sinh Thái tử Siddhartha, thì Hoàng hậu cũng từ đất nước của chồng mình đi về đất nước của vua cha mình để sinh con. Nhưng trên cái đường đi thì được nửa đoạn đường. Thì nếu mà xem đi sang thăm các thánh tích và của Phật giáo Ấn Độ thì chúng ta thấy nó cách khoảng một nửa đoạn đường từ cái kinh thành của chồng mình là Tịnh Phạn Vương. Với đi về cái quốc gia của vua cha của mình thì nó khoảng một nửa đoạn đường. Thì đến nơi đó thì Hoàng hậu thấy là cái vườn là Lâm Tỷ Ni nó rất là đẹp đẽ, trăm hoa đua nở. Vào tháng 4 cũng là vào cái dịp mùa mưa của Ấn Độ, cho nên giống như mùa xuân của Việt Nam chúng ta vậy, trăm hoa đua nở, cỏ cây hoa lá thì đâm chồi nảy lộc, rất là tươi đẹp. Thì Hoàng hậu Maya mới dạy với các tỳ nữ và những người theo mình rằng dừng chân để nghỉ ngơi một chút xíu. Và khi đó thì Hoàng hậu Maya đã nhìn thấy một cái cây Tất Bát La, mình gọi là hoa ưu đàm đó, nở rộ và rất là đẹp. Theo như trong kinh Phật thì nói rằng cái loại hoa này rất là hiếm, có thể hàng ngàn hàng vạn năm nhân duyên một bậc thánh nhân vĩ đại xuất hiện ở ra đời thì hoa mới nở, mới thấy là hoa nở. Chứ còn cái hoa mà bảo là hoa ưu đàm bây giờ, nếu chúng ta thấy bảo là nhìn thấy trên đá hay là trên tường nhà hay là trên cái gì đó, đấy không phải, hoàn toàn không phải. Đấy là những cái một cái loại nấm vi sinh nó mọc ra ở trên đá, lại ở trên khúc cây, ở trên ngưỡng cửa vân vân thôi. Thậm chí là nó mọc ở trên cả cái ghi đông xe, hay là cái càng xe, hay là cái ghế xe vân vân, đấy thì không phải. Hoặc là cũng có người nói rằng cái hoa đấy là bây giờ sang Ấn Độ là nó nở đầy ở đường, nó có màu trắng bé bé li ti đầy đường, và họ gọi là hoa sa la. Ở Việt Nam chúng ta gọi là hoa trứng cá, nhưng cái đó cũng không phải. Ngày xưa có Hòa Thượng Thượng Viên Hà Thành, chủ hương, cụ còn tại thế, cụ nói rằng đấy không phải là hoa sa la ấy. Đấy không phải là cái loại hoa
mà hoàng hậu Maya khi sinh và với tay lên hái, mà cái hoa yêu đàm này là một loại hoa cũng giống như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, có khi hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí hàng triệu hàng tỷ năm, bao giờ có những bậc thánh nhân xuất thế, những vị đại Bồ Tát xuất thế để thị hiện đản sinh cứu độ chúng sinh ấy, thì hoa mới nở một lần, để chúng sinh mới nhìn thấy hoa đó nở. Cho nên tương truyền rằng lúc bà hoàng hậu Maya nhìn thấy cái hoa nở đẹp quá thì bà với đưa tay lên hái, và ngay lập tức thì thái tử Tất Đạt Đa cũng từ đó mà đản sinh ra từ bên hông của ngài. Đấy là theo truyền thuyết. Và chúng ta hiểu đây là Đức Phật gì? Đức Phật tôn giáo. Đây chính là gì? Đức Phật tôn giáo. Thì khác với gì? Với một vị thái tử được sinh ra như là những người bình thường như chúng ta, từ bào thai mẹ mang thai 9 tháng, 10 tháng hoặc 12 tháng, thì cái đó nó cũng có thể. Thì chúng ta thấy là Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo. Thì có lẽ là cái truyền thuyết nói là Hoàng hậu Maya đưa tay lên hái và Thái tử Tất Đạt Đa từ bên hông mà sinh ra đó, thì đây đích thực là Đức Phật tôn giáo. Nói về hai chữ tôn giáo thì chúng ta đã mường tượng và đã hiểu được phần nào. Tôn là gì? Là tôn quý. Giáo là gì? Là giáo dục, là răn dạy những điều hay lẽ phải, những lời hay ý đẹp cho hậu học, cho nhân thế. Cho nên thì khi đã nói tới tôn giáo thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều những sự vi diệu, những sự mầu nhiệm, thậm chí là có cả đôi chút thần thông và sự linh dị ở trong đó nữa. Đặc biệt chúng ta đọc lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Trung Hoa, lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy có rất nhiều những vị tổ sư, những vị thiền sư, những vị đại sư là cũng có những cái sự linh dị khi sinh ra, hay là khi các ngài viên tịch thì cũng có nhiều những sự linh dị như vậy. Cho nên khi mà học về lịch sử Đức Phật thì chúng ta phải phân biệt rõ đâu là Đức Phật tôn giáo, còn đâu là Đức Phật lịch sử. Còn nếu mà như chúng ta hiểu về Đức Phật lịch sử á, thì thầy nghĩ rằng cho dù ngài trụ thai ở trong bào thai của mẹ dài hơn người bình thường chúng ta 2-3 tháng thì đó là chuyện bình thường thôi. Và khi ngài sinh ra như một người bình thường như chúng ta, đó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ngài có khác với những cái người bình thường của chúng ta ấy. Ngài có một cái trí tuệ siêu phàm. Mà có lẽ là bây giờ xã hội hiện đại bây giờ chúng ta gọi là gì? Thần đồng. Chúng ta thấy có những đứa trẻ, có những em bé mà chúng ta nhìn thấy ở trên các chương trình TV, vô tuyến truyền hình hay là báo chí vân vân. Đứa trẻ sinh ra mới có 2 tuổi, 3 tuổi mà đã đọc, đã viết được rất nhiều các loại ngôn ngữ. Thậm chí có những bạn trẻ đã biết được hàng chục ngôn ngữ trên thế giới. Mà trong khi đó các bạn chưa đi học. Mới có 2 tuổi các bạn chưa đi học mà các bạn đã biết các ngôn ngữ, biết đọc, biết viết những cái ngôn ngữ trên thế giới rồi. Hoặc rằng có những em bé có những cái trí tuệ siêu phàm, nhớ về toán học, hiểu biết về toán học, hay là về vật lý, về vân vân, về các lĩnh vực trong xã hội. Những trường hợp như thế là bây giờ chúng ta gọi là gì? Những thần đồng. Những thần đồng. Nhưng cái trường hợp này thì cũng ít thôi, không phải là xuất hiện thường xuyên và liên tục trên thế giới đâu. Thỉnh thoảng mới có những trường hợp đặc biệt như vậy. Còn Thái tử Tất Đạt Đa thì chúng ta biết là theo như lịch sử Phật giáo Ấn Độ cũng như lịch sử Phật giáo thế giới đều viết lại và đều công nhận rằng, kể cả hai hệ thống Phật giáo Bắc Tông và hệ phái Phật giáo Nam Tông, đều nói rằng ngài chính là một bậc vĩ nhân xuất thế để phổ độ chúng sinh. Còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì sẽ tiến xa hơn một chút, đó là nói rằng trước khi đản sinh xuống nhân gian này, ngài chính là một vị Bồ Tát
ở trong cái ngôi vị gọi là Bổ Sứ Bồ Tát, ở trên nội viện cung trời ở Đâu Xuất, tức là quái trời thứ tư trong sáu quái trời dục giới đó. Ngài thấy cái căn cơ của chúng sinh ở thế gian này đã chín muồi, cho nên Ngài hạ phàm, mình gọi là đản sinh đó, hay là xuống nhân gian đó. Ngài đản sinh xuống nhân gian để giáo hóa chúng sinh. Cho nên cái sự sinh ra của Ngài nó cũng có cái sự khác thường với những người phàm của chúng ta. Đó là vừa sinh ra, Ngài đã bước đi 7 bước. Và mỗi bước chân của Ngài có một đóa sen hồng từ dưới đất hiện lên để đỡ gót chân Ngài. Sau khi bước đi 7 bước thì liền có 9 cái mạch nước ở dưới đất phun lên để tạo thành những cái vùng mưa mát để đó để tắm cho Ngài. Mà sau này tương truyền nói rằng 9 cái mạch nước đó, 9 là gì? 9 vị Long Vương lấy nước 4 biển để tắm rửa cho nhục thân của Thái tử Tất Đạt Đa khi Ngài mới đản sinh. Và từ đó về sau, khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thành Phật, thuyết chuyển bánh xe pháp, giáo hóa độ sinh và thị hiện nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ, cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn đi, tăng ni Phật tử, hàng đệ tử xuất gia và tại gia, bốn chúng cũng như là bảy chúng đệ tử xuất gia tại gia của Ngài, vì muốn ôn lại cái sự tích đản sinh của Ngài để truyền lại cho hậu thế lâu dài mãi mãi về sau, về một cái đại sự nhân duyên, một cái nhân duyên hy hữu, một cái nhân duyên là hiếm có, khó tìm ở thế gian. Đó chính là sự ra đời của một bậc vĩ nhân, của một vị Thái tử, của một vị Bồ Tát, hay nói đúng hơn là của một Đức Phật đến với thế gian này để chuyển bánh xe pháp, phổ độ chúng sinh. Cho nên những bậc tiền bối, tiền nhân của chúng ta, các ngài tổ chức cái lễ tắm Phật, có lẽ là từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì nghi lễ này mới được tổ chức lại sau 80 năm, hơn 80 năm khi Thái tử đản sinh cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn thầy nghĩ rằng khi Đức Phật còn tại thế thì không bao giờ Đức Phật cho làm cái nghi lễ này. Đây là theo về logic, theo về phân tích về khoa học mà giảng giải, mà giải thích ấy, thì thầy nghĩ rằng Đức Thế Tôn lúc còn tại thế không bao giờ Ngài cho các đệ tử làm cái nghi lễ tắm Phật như này. Cho nên theo quan điểm của thầy rằng cái nghi lễ tắm Phật này là chư tổ sư vì muốn cho hậu học chúng ta ôn cố tri tân, khiến cho hậu học chúng ta không quên một cái sự kiện lớn lao ở thế gian này. Đó là một bậc vĩ nhân, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, vì tâm nguyện cứu độ chúng sinh mà thể hiện ở thế gian này. Cho nên là các bậc tổ sư khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì mới tổ chức lại những cái nghi lễ này, noi theo cái truyền thuyết chín rồng phun nước tắm Như Lai đó. Hay là nếu mà nói về theo về thế gian thì lại noi theo cái nghi lễ gọi là quán đỉnh của một bậc thái tử, hoàng tử đối với dòng dõi Sát Đế Lị, một cái tầng lớp có thể nói là chủ đạo, lãnh đạo về đời sống, về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội ở đất nước Ấn Độ thời bấy giờ. Cho nên cái nghi thức tắm Phật ngày nay nó diễn ra không chỉ đối với Phật giáo Việt Nam mà đối với gần như tất cả các quốc gia có Phật giáo trên toàn thế giới, kể cả hai hệ thống Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông.
Chúng ta thấy mỗi cái dịp Phật đản về thì các tăng ni tín đồ Phật tử của các quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì làm theo nghi lễ tắm Phật như chúng ta thường thấy Việt Nam. Còn đối với các quốc gia theo Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Nguyên Thủy đó, chúng ta thấy có cái lễ hội té nước đó. Cái lễ hội té nước của Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Lào, Campuchia, Myanmar, vân vân đó. Đây chúng chính là gì? Xuất từ từ nghi lễ này. Té nước để gì? Để cầu phúc, để chúc phúc cho nhau, mong cho mọi người được mát mẻ, được bình an và được may mắn trường thọ trong cuộc sống. Nó xuất phát từ cái văn hóa, từ cái tín ngưỡng, từ cái truyền thống đẹp của giữa tôn giáo và văn hóa của dân tộc. Cho nên thầy nghĩ rằng cái nghi lễ tắm Phật này ấy, nó được bắt nguồn từ cái nghi lễ quán đỉnh của dòng dõi Sát Đế Lị, tức là dòng dõi vua chúa, xuất phát từ cái văn hóa của Ấn Độ cổ. Và cái truyền thuyết về chín rồng phun nước để dâng nước, để phun nước để tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa khi đản sinh. Cho nên chúng ta thấy gần như tất cả các chùa ở miền Bắc chúng ta đó, chúng ta vào trong chính điện lễ chúng ta thấy có cái tòa gọi là tòa Cửu Long. Tòa Cửu Long, cửu là gì? Là chín, long là rồng. Cửu Long tức là chín rồng phun nước tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa. Kể cả chùa Khai Nguyên chúng ta cũng có. Ở chính điện giữa Tam Bảo hay là trong lòng đại tượng ở tầng 1 đó, chúng ta vào chúng ta thấy hay tất cả cái hệ thống của chùa mà thầy đang trụ trì bây giờ, 7-8 ngôi chùa, thì ngôi chùa nào trong chính điện cũng có cái tòa gọi là tòa Cửu Long, để gọi là theo lại cái để được tạc và để lưu lại cái truyền thuyết mà chín vị Long Vương dâng nước để tắm cho Đức Như Lai. Cho nên nghi lễ tắm Phật này, thầy nghĩ rằng đây là nó không chỉ là một cái nghi lễ tôn giáo bình thường, mà nó còn là cái truyền thống, cái văn hóa tốt đẹp đối với cái văn hóa dân tộc Ấn Độ cổ xưa nói riêng, cũng như là cái văn hóa dân tộc của các quốc gia theo Phật giáo trên toàn thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Và thầy nghĩ rằng cái nghi lễ tắm Phật này nó làm cho tăng ni Phật tử chúng ta có cái sự hoan hỷ và có cái sự kết nối giữa tăng ni với tăng ni, giữa Phật tử với Phật tử và giữa tăng ni với Phật tử mỗi khi mùa Phật đản lại về đối với các quốc gia có Phật giáo trên toàn thế giới, đặc biệt là Việt Nam chúng ta. Thì vào cái dịp này thì tất cả tăng ni Phật tử cũng như là những người dân có tín ngưỡng, có niềm tin với Tam Bảo, với Phật Pháp, thì họ đều dành một cái thời gian nhất định để tới chùa làm lễ tắm Phật, hoặc đến các tư gia gần nhau, cũng có thể nơi đã không có chùa thì đến các đạo tràng, các tư gia để cùng nhau làm lễ tắm Phật. Đây cũng là một cái sự kết nối cái niềm tin, kết nối cái sự yêu thương và chia sẻ cùng nhau. Thầy nghĩ rằng cái nghi lễ tắm Phật này, nó ngoài cái ý nghĩa tôn giáo ra, nó còn mang cái nét đẹp và văn hóa truyền thống hàng mấy nghìn năm lịch sử, không chỉ của Phật giáo mà của cả dân tộc chúng ta. Thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta sẽ nhất tâm hoan hỷ cùng nhau để đón chào và cùng tổ chức thành công cái đại lễ Vê Sắc Phật lịch 2568, dương lịch 2024 sắp tới sẽ được diễn ra khắp cả nước của chúng ta nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. A Di Đà Phật.